liên quan đến việc hàng loạt con đường được gắn biển cấm dừng cấm đổ trong khu công nghiệp Trà Nóc 1 và 2 ở thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho rằng, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ là đơn vị gắn và việc gắn biển báo như vậy là không sai. Theo ông Khoa, trước đó công ty này có cấm một trục đường thì có mời lực lượng chức năng, nhưng khi cấm toàn bộ đường thì chưa có sự phối hợp. Về phía công ty hạ tầng thì hiện đang là quản lý và khai thác bảo trì cái tuyến đường này, thì đơn vị cấm thì không sai theo quy định, và đơn vị cũng trước đây đơn vị cũng khi mà tổ chức cấm biển này thì đơn vị cũng đã có phối hợp với các cái lực lượng chức năng như là công an, sở giao thông, ban an toàn và chính quyền địa phương, thì họ cũng tổ chức cấm biển, cũng xin ý kiến các địa phương cấm biển, và khi mà cấm nó đạt cái hiệu quả thì họ mới nhân rộng ra thêm cái việc cấm biển này. Trước đây thì chỉ cho một cái trục đường của họ thì có mời các lực lượng đi theo, còn đối với cấm mà toàn bộ cái khu này á thì cái này là họ chưa có phối hợp với các lực lượng chức năng. Vị Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thông tin thêm, trước mắt sẽ đề nghị không thu phí đối với bãi giữ xe tạm. Sở cũng đã làm việc với công ty hạ tầng, thì trước mắt là sẽ không thu phí cái việc đổ xe tạm tại cái bãi giữ xe tạm này trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 giờ để tạo điều kiện là cho các doanh nghiệp là từ từ sẽ sắp xếp cái việc mà chủ động trong cái thời gian để mà giao nhận hàng hóa. Như báo Lao Động đưa tin, hàng loạt con đường trong khu công nghiệp Trà Nóc 1 và 2 thuộc thành phố Cần Thơ bị một doanh nghiệp đặt hàng loạt biển cấm dừng, cấm đổ, khiến không ít tài xế xe ô tô ngán ngẩm.